Ngủ 10 phút không thôi khó ngủ.
cảm giác luôn này. Giờ 2:02 giờ. Mặn chảy nước kìa. Lạnh quá nè. Cơm gì không? Chị tạm ăn chưa? Này chị lại bắt hai lo rồi biết rồi, ý là nãy chị lại bắt hai lo xuống tôi ăn cơm nguội mà.